Xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên máy móc Minh Chí xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng súng bắn bu lông rất là chất lượng của thương hiệu King Blue. Thì không để anh em chờ lâu nữa, tôi sẽ bắn thử cho anh em xem. Rồi, như anh em có thể thấy ở đây là sản phẩm của thương hiệu King Blue. Màu chủ đạo là màu đỏ. Và sản phẩm này với 400 N. Đây, tôi sẽ cho anh em xem cái hộp của sản phẩm trước. Mã của sản phẩm là KM18SD. Và sản phẩm này là 400 N. Đó, anh em có thể thấy ở đây là chân là 1/2 này. Nhà sản xuất người ta ghi rất chi tiết 2700 vòng, 3500 vòng và 400 N, 18V, 100 cho đến 240. Về cái sơ đồ cấu tạo của sản phẩm thì thương hiệu King Blue họ cũng làm rất là chi tiết. Ví dụ như ở đây là đầu súng này, đèn LED trợ sáng này, công tắc này. Đó, có đầy đủ các cái hướng dẫn bằng tiếng Việt cũng như là tiếng Anh và tiếng Nhật để cho anh em chúng ta check. Rất là ok. Rồi, bây giờ thì đi sâu vào chi tiết của sản phẩm. Anh em có thể thấy là đầu tiên là cái màu chủ đạo của súng nó là màu đỏ. Và ở trên cái phần thân cầm này, nhà sản xuất người ta bọc thép. Sau khi bọc thép xong thì người ta bọc thêm một lớp bằng cao su rất là chắc chắn và có dập nổi cái thương hiệu của King Blue. Rồi, về cái phần cò súng thì nhà sản xuất người ta làm cũng khá là chắc chắn. Bây giờ tôi bóp cò thì chắc là nó không quay rồi, bởi vì là tôi đã dùng cái cục pin này test rất là nhiều cái sản phẩm cho nên là chắc là bây giờ hết pin rồi. Đó, thì lúc này nó có chạy được một chút thôi. Về cái màu chủ đạo của súng thì anh em có thể nhìn thấy đây là nhà sản xuất bọc thêm một cái lớp chống trơn trượt ở cái khu vực này, tạo cảm giác rất là chắc chắn trong quá trình sử dụng. Đó, ở đằng sau thì có chữ BL Moto và đây là cái sản phẩm 400 N. 400 N với mã của sản phẩm là KM18SD. Cá nhân tôi đánh giá thì cái dòng súng bu lông của King Blue này rất là chất lượng, uy tín. Và sản phẩm này thì tôi cũng đã giới thiệu cho rất nhiều khách hàng đã sử dụng rồi, gần như là hài lòng. Và màu chủ đạo thì có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Nếu như các bạn muốn những cái dòng chân pin phổ thông như của Makita thì các bạn lấy màu đỏ. Còn nếu như các bạn lấy những cái dòng mà muốn chân pin phổ thông như của con Boss chẳng hạn thì lấy màu xanh nhá anh em nhá. Có hai màu như vậy. Và khi mà tôi làm cái video này, tôi sẽ lồng ghép cho anh em những cái video motor ở bên trong của cái dòng sản phẩm súng bu lông này, để cho anh em biết được là toàn bộ những cái chất liệu làm nên súng bu lông này gần như là những cái chất liệu rất là tốt. Rồi, ngoài ra thì thương hiệu của King Blue có các cái mã QR. Khi anh em chúng ta mua ấy, anh em có được tem chống hàng giả này, anh em quét cào cái mã này và sau đó chúng ta quét để anh em yên tâm là sản phẩm của King Blue thì có thẻ bảo hành đầy đủ chi tiết cho anh em. Về cái phần đầu súng thì anh em có thể thấy là súng rất là chắc chắn. Đó, cá nhân tôi đánh giá cực kỳ chất lượng của cái dòng King Blue. Và gần như là những khách hàng nào hỏi tôi là anh Chí ơi, anh có cái sản phẩm nào mà uy tín chất lượng, giá cả ok thì anh giới thiệu cho em, thì tôi sẽ giới thiệu cái con King Blue này. Giá của nó thì cũng khá là phải chăng thôi. Mọi chi tiết đặt hàng các bạn có thể liên hệ qua bên mình qua website này, YouTube này, Zalo này. Mình đã để ngay ở dưới phần bài viết đây. Các bạn chỉ cần kích vào thì bên đội ngũ bên mình đã có đăng chi tiết về giá này, bài viết, video, hình ảnh chi tiết để cho các bạn xem và so sánh. Đấy, còn ở trong cái video này thì mình sẽ chỉ giới thiệu qua về cái dòng súng này, sơ đồ cấu tạo, về sản phẩm thì phụ kiện đi kèm. Các bạn có thể là mua nguyên thân máy cũng được, hoặc là các bạn mua nguyên bộ của sản phẩm bao gồm là 2 pin, 1 sạc, 1 thân máy, rất là chi tiết. Và mã của sản phẩm này 400 N anh em nhé. Về cái dòng King Blue này thì nó có rất là nhiều, 350, 400, 650, hơn 1000 cũng có. Thì ở trong các cái video tiếp theo bên mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm nhiều sản phẩm nữa của King Blue. Còn ở trong cái video này thì bên mình sẽ chỉ giới thiệu cho anh em cái con 400 N của thương hiệu King Blue, chân 1/2 và chạy motor chổi than. Anh em nào chúng ta có nhu cầu đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ. Đó, rất là chất lượng anh em nhé. Đây, ở bên hông của sản phẩm có thông tin liên hệ
cũng như là mã QR để cho anh em chúng ta check. Đó, rất là chất lượng, đầy đủ thông tin luôn. Anh em nào chúng ta kết con này thì các bạn là có thể liên hệ nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí, thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.